cây này á, là làm từ cái nhánh chiết nè. Thì bây giờ mình cùng nhìn lại cái quá trình mà từ cái nhánh chiết nha. Sau khi mà mình đã chiết cái cây này rồi á, là mình đã đem trồng vô cái chậu này. Thì trồng vô đây á, cũng được 3 tháng thì mình mới cắt. Với hôm nay trời mưa á, lòng tí nghe nó không có được rõ ha. Sau khi cắt rồi á, thì mình cũng làm một cái bản demo bằng dây nhôm này. Rồi có quá trời nhiều người vô nói luôn, kiểu như á, là làm gì mà nó mọc đúng theo cái vị trí đó. Rồi nếu như mà nó mọc lệch chỗ khác á, thì làm sao, cầm cây cưa không chặt á, mà lên đây chỉ người này người nọ. Thì nghe những câu nói đó thì thật sự rất là buồn chứ. Nhưng mà cây cảnh á, thì phải tùy cơ ứng biến, chứ không phải là lúc nào mình cũng làm theo cái bản demo. Nhưng mà có những cái mình phải bắt buộc làm đúng theo cái vị trí đó. Với bạn không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Làm được cũng không có nghĩa là người khác giỏi hơn mình, mà là người ta chịu nghe và người ta chịu học hỏi. Nếu mà nó không mọc đúng theo cái vị trí mà mình muốn á, thì phải ghép thôi. Thì đó là cái cách mà người chơi cây kiển nào cũng phải biết và phải làm được. Không phải là mình làm lần đầu là được đâu. Mình cũng làm rất là nhiều lần không được, thì bây giờ cũng làm được. Nên khi mà mới tập chơi thì đừng có nản, từ từ cũng làm được thôi à. Còn nếu mà làm không được nữa thì tiếp tục làm đến khi nào được thì thôi. Thì có một thời gian mà mình làm với cây này mình cũng không có quay video luôn, và cái chỗ mà mình ghép áp á, thì nó cũng đã dính rồi. Cây này lúc nuôi á, là vào tháng 12 năm ngoái, bây giờ á, là tháng 6 rồi, thì cây này nó cũng còn thời gian rất là dài mới có thể ép chậu và chơi được. Nhưng mà bây giờ á, thì nuôi tới đâu á, thì tính tới đó thôi, khi nào thành phẩm á, thì biết thôi.